Chào mừng các bạn đã trở lại với vi tính Minh Khang. Hôm nay mình sẽ làm review con HP P1102 nha. Con máy in laser trắng đen, chuyên in A4, cho văn phòng nhỏ gọn. Khi các bạn mua bên mình thì bên mình sẽ có cho các bạn một cái máy này, dây USB này, dây nguồn này và hộp mực có sẵn ở trong máy rồi nha. Đó, bây giờ mình hướng dẫn lắp đặt nha. Đây là máy in HP Laser Z 1102. Đây là khay giấy của nó, các bạn mở ra rồi bỏ giấy vào. Đây là bỏ giấy chuẩn cho nó nha. Đây các bạn bỏ cái này. Đó, các bạn gạt vô hai bên này, gạt vô nha. Đó, đó là khay giấy của nó. Còn đây là khay trên đỡ giấy này. Còn đây là hộp mực ở trong này. Hộp mực của nó là hộp mực 85A nha các bạn. Đây các bạn kéo hộp mực ra, đây. Khi nào kẹt giấy là các bạn lấy cái hộp mực này ra. Rồi các bạn lấy ra rồi ấn vào nha. Đó, đây là cái máy rất là đẹp. Rồi, cái nút nguồn của nó thì ở bên này nha các bạn. Đây, các bạn bật nút nguồn lên. Rồi, cái máy này thì có thể in test mà không cần phải dùng máy tính nha các bạn. Các bạn chỉ cần dập cái này 5 cái liên tiếp thì nó sẽ in 1 2 3 4 5. Nó sẽ in ra một cái bản in test nha, thì cho biết là cái máy của mình, cái cơ nó có in được cái không, rồi hộp mực rồi có ok không. Đây, đây là bản in test của nó, không có chữ gì hết, chỉ những cái dòng sọc vậy thôi, nhưng mà mình biết được là máy nó có in hay không, rồi hộp mực có bị nhòe hay bị gì không nha. Và đây là bản in rất là đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành cắm cái máy in vào máy tính, cài driver và in thử cho bạn xem nha. Đây thì mình cắm sẵn rồi, cái dây USB thì bạn gắn vào đây, rồi cổng USB bạn vô máy. Còn đây là dây nguồn nha. Và bây giờ mình tiến hành mình cài driver trên cái này nha. Rồi, đây nó sẽ ra cái thư mục HP này. Đây các bạn bấm vô đây. À, các bạn bấm vô setup ha. Đây, P này ha. Setup lên ha. Rồi chọn yes. Rồi các bạn bấm next. Rồi cài đặt nó ha. 110 này. Đây nha các bạn. Rồi các bạn bấm next tiếp. Rồi nó sẽ tự động nó cài nha các bạn. Đây nó sẽ chạy đây. Các bạn chờ nó tự động nó chạy xong là xong rồi driver nha. Nó cài, do mình cài rồi nó đang cài đè đó. Ừ. Rồi khi nào xong nó sẽ hiện ra cái bảng này nha các bạn. Các bạn bỏ cái này đi, in test thử cái coi sao ha. Ok. Hả, bạn reboot không? Còn no đi ha. Rồi bây giờ nó sẽ in ra cái bản in test này các bạn. Đây các bạn đi test đây. Nè. Test này. HP 1102 nha. Rất là đẹp. Bây giờ mình tiến hành mình mở một cái file này mình in thử xem nó như thế nào nha. Rồi các bạn mở một cái file lên, chọn print. Rồi bây giờ mình in thử 7 tờ đi ha. Máy in 102 này, rồi bấm ok. Hai tờ in rất là nhanh các bạn. Dòng HP thì in nhanh hơn là Canon. In rất nhanh và rất là đẹp. Máy in rất là chuẩn luôn. Đó, bản in rất là đẹp này các bạn. Siêu nét luôn ha. Đó, in rất là đẹp luôn ha. Đó, như vậy là mình đã review xong cái máy HP 1102. Các bạn hãy cho mình một like và bấm theo dõi kênh của mình để mình hướng dẫn thêm nha. Có gì cần hướng dẫn thì cứ comment ở phía dưới, mình sẽ trả lời các bạn. Chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.